Tỉnh dậy đi anh. Anh cô Đào ơi, anh Hải bị làm sao rồi nè? Anh Hải ơi, anh Hải. Anh lớn quá vậy, đúng là cái thứ cô Đào ơi rồi. Tôi cũng muốn chết quách đi cho rảnh đây nè. Cô ơi, anh Hải, anh Hải ơi. Gửi má và Lam loay hoay mãi, rồi cũng đến cái giây phút buộc Hải phải xa vĩnh viễn má và Lam rồi. Hai người phụ nữ thật sự có trọng lượng với Hải trong cuộc đời chán ngắt đã qua của Hải. Hải đi đây, vĩnh viễn không còn để mà quán diễn làm khổ hai người nữa. Cô làm sao vậy Hải ơi? Hải cấp cứu hả? Cho một xe lại số nhà 14. Dạ, hình như uống thuốc ngủ. Nhanh lên ơi. Hải, sao tới vậy con? Anh Hải, tỉnh dậy đi anh. Hải ơi, tỉnh dậy đi anh. Tỉnh lại đi con. Anh Hải, anh chưa từng có ai tốt với anh với em. Khốn nạn thật. Giá như mà em đừng xuất hiện thì đầu óc anh cũng sẽ mãi mãi u tối, sẽ mãi mãi trống rỗng, rồi nó sẽ u bê đi. Có lẽ như vậy còn hơn. Em có quyền gì mà đánh thức nó chứ? Phải dằn vặt nó, khiến cho nó đau đớn. Anh Hải, tôi căm ghét tiền. Tại sao tất cả mọi người trên thiên hạ đều vì tiền? Làm à, tiền trong tủ em cứ lấy hết đi. Nó là của em đó Lâm. Lâm, Lâm, tại sao em chê tiền? Tại sao em không yêu anh? Em nói đi, tại sao em chê tiền? Em hãy đồng ý đi. Ngôi nhà to lớn này và tiền kim cương trong phút chốc sẽ là của em. Của em hết Lâm à. Anh chỉ cần có em thôi. Em mới là người xứng đáng hưởng nó Lam à. Tất cả đàn bà, phụ nữ trên đời này đều là giả dối. Họ đều giả, là ma nơi canh. Cô bộ não quá gì? Em biết không hả? Anh Hải, để em lau mặt cho anh. Không sao đâu, chỉ là anh chưa gặp người con gái hợp với anh, chưa đúng ý của anh thôi. Rồi sẽ có người con gái đến với anh. Em thôi đi. Em nói dối, tôi không cần em. Tôi biết thân phận mình, tôi chỉ cần biết tại sao giữa tôi và Quy em lại chỉ yêu có Quy, một gã cố rách áo ôm nghèo hèn. Anh Hải, anh đừng có nói như vậy. Thật ra bấy lâu nay em luôn hiểu tâm trạng của anh. Anh hãy bình tâm lại, em luôn luôn ở bên anh mà. Em khỏi vòng vo nữa. Tôi chỉ cần biết giữa tôi và Quy em chọn ai. Anh Hải, em nghĩ yêu nhau, lấy được nhau cũng là duyên số. Em nghĩ khi thật sự yêu nhau, hình như người ta chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi. Em yêu anh Huy, rất yêu anh à. Dạ em biết, anh Huy cũng rất yêu em. Anh Hải à, em xin lỗi. Anh Huy, sao anh lại ở đây? Lam à, anh yêu em. Sau khi anh ra trường, anh sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều tiền. Thật là nhiều tiền, để em còn phải khổ như bây giờ nữa Lam à. Đi, em đi theo anh. Sao đâu cô.
không hiểu sao á, thằng Hải nó lại làm như vậy. Em à, trước đó nó có biểu hiện gì với em không? Dạ không. Anh kêu em đọc cho anh nghe cuốn Trăm Năm Cô Đơn gì đó, rồi nói là thèm chè khoai môn, kêu em xuống dưới nấu. Cô ơi, cũng tại con, nếu con không bỏ đi thì... Không phải đâu, cũng tại cô cháu mình. Tại vì lúc nào cô cũng bao bọc nó, nó không hiểu hết sự đời rắc rối. Bác sĩ ra kìa cô. Bác sĩ. Bác sĩ. Bác sĩ ơi, anh Hải có sao không bác sĩ? Cô là người yêu của anh ấy, cô nên quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Bác sĩ, con tôi sống thiệt rồi sao? Bác sĩ giỏi quá, tôi cảm ơn bác sĩ. Dạ, không có gì. Cũng may phát hiện chưa quá muộn. Nhưng tâm trạng của anh ấy chưa ổn định, cả nhà nên quan tâm tới tinh thần anh ấy nhiều hơn. Dạ. Anh Nguyên, bên đây nè. Sao rồi? Tình hình của anh Hải sao rồi cô? Anh Hải sống rồi. May nhờ có bác sĩ. Vậy thì may quá rồi. Thôi cô giữ gìn sức khỏe nha, để còn chăm sóc cho anh Hải nữa. Không sao là tốt rồi. Đúng là con cái vô tâm, chỉ giỏi làm khổ cha mẹ, làm khổ mọi người thôi. Anh nói không đúng sao? Cô à, sau này về nhà cô bớt nuông chiều cậu ta đi. Mà con không hiểu sao á, cô lại sợ nó nữa. Ở đời mà cô được đằng chân á là lên đằng đầu thôi. Thôi đi cậu, còn cả cậu nữa đó. Ai mà nói tài nói giỏi được chứ? Chẳng ai mà nắm tay từ sáng đến tối cả. Mà tôi không hiểu, anh là bạn thân nó mà không khuyên nhủ an ủi nó gì hết, mà hãy động chút, lúc nào cũng trách móc cằn nhằn nó. Cô à, rõ ràng trong chuyện này á là cô quá bảo thủ đi. Đáng lẽ cô phải là người gần gũi và hiểu nó nhất, nhưng cô lại... Trà, cô biết con và Lam thân nhau như là ruột thịt vậy đó. Cô tin ở con, Lam nó đang trong tình thế khó xử. Cô phiền con tối rảnh, hai cô cháu mình gặp nhau bàn chút dạ chuyện. Dạ được cô. Chào mọi người. Dạ con tiễn anh Huy. Anh thấy em vất vả quá. Em có mệt lắm không? Dạo này anh thấy em xanh xao lắm. Em nhớ là mỗi ngày phải uống thuốc để bồi bổ sức khỏe nha. Nhớ nghe lời anh đó. Thôi em không sao đâu. Anh mua thuốc sẵn rồi nè. Em nhớ uống thuốc bổ để tốt cho sức khỏe nha. Thôi em không sao đâu, vậy còn khỏe hơn ở dưới quê nhiều. Anh đem về cho bác gái đi, em thấy bác gái cần hơn em. Em à, em đừng có làm cho anh lo. Anh đang định... Sao vậy anh? Có gì không ổn hả? Anh định tìm cho em một công việc khác, nó phù hợp với em hơn, mà em cũng sẽ đỡ cực hơn, mà lương lại tốt hơn chỗ này nữa. Cảm ơn anh đã lo cho em nhiều như vậy. Nhưng mà hiện giờ anh Hải đang gặp nhiều khó khăn, em không thể bỏ đi được. Em không an tâm. Người ta buồn thì em không an tâm, nhưng mà nếu em ở lại, em làm rối tung mọi chuyện hết, anh lại càng không an tâm nữa. Không lẽ anh lo lắng em không cảm thấy gì sao em? Anh Huy,
Chẳng lẽ anh không tin tưởng em hả? Em đã làm gì để anh không tin tưởng? Để anh phải buồn hả anh Huy? Ê, quê nha, ghen phải không? Thật sự anh không có ghen, nhưng mà anh rất khó chịu trong lòng. Em không có biết, trên cuộc đời này á, nhiều khi mọi chuyện biến hóa thay đổi, mình không biết trước được, em hiểu không? Nói chuyện cứ như ông già vậy đó. Yêu nhau phải tin tưởng nhau chứ. Yêu lâu dài chứ đâu phải một sớm một chiều đâu mà anh như vậy. Anh như vậy chỉ mệt anh thôi. Em nói thiệt không? Anh này, nói thiệt cho anh hôn cái đi. Hai cháu bận như vậy mà chạy đến ngay được. Cô cảm ơn lắm. Các cháu thiệt là có tình, có nghĩa, có trước và sau. Thôi, hai đứa nói chuyện đi. Cô đi gặp bác sĩ nha. Phải cảm ơn người ta mà. Dạ, cô đi. Cháu chào cô. Trà, em còn giận anh chuyện đó hả? Thôi, đừng có giận anh nữa mà. Rồi em sẽ thấy, trong suốt cuộc đời này, anh chỉ thương có mình em thôi à. Chỉ có Trà là chính, còn mấy em A em B là phụ chứ gì. Trà, sao em nói như vậy? Anh không có hiểu gì hết trơn á. Mà thôi, tôi không có muốn làm tình, làm tội, làm khổ Nguyên đâu. Giờ như vậy đi. Một á là Nguyên ngồi đây, tôi đi. Hai là tôi ngồi đây, Nguyên đi. Trà nói vậy là sao vậy? Tại sao lại đi? Trà đi đâu? Thôi giờ như vậy đi. Nguyên ở đây, tôi đi nha. Trà, Trà, đừng đi như vậy mà. Sao vậy trời? Sao lại thích giận hờn, bắt người ta phải năn nỉ vậy? Thật đúng là nhất quỷ nhì ma. Thứ ba là con gái mà. Trà, cô ở đây nè. Dạ chào cô. Cô chờ con lâu chưa? Cô chờ lâu rồi. Uống nước đi con. Dạ cảm ơn cô. Uống nước đi. Dạ. Đây nè, cháu cứ đọc thơ đi. Trà ơi, theo con, nếu ở vị trí con, cô phải làm gì? Cô không ngờ tình cảm lại xảy ra như vậy. Thằng Hải, chẳng lẽ nó lại yêu con Lam thật? Cô rối trí quá Trà ơi, không biết tính sao đi nữa. Cô cho con nói thẳng, có hậu quả ngày hôm nay, tất cả là do cô quá nuông chiều anh Hải, lại không dành thời gian để quan tâm chăm sóc, chia sẻ tình cảm với anh. Trong lúc tâm trạng bế tắc, anh ấy gặp được một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, lại dị tha như Lam. Anh ấy dần dần đã thay đổi và có những chuyển biến tích cực, cho đến khi Lam... Trà, con nói trúng ý cô quá. Nhưng mà theo con nghĩ, sau sự việc xảy ra ngày hôm nay, anh Hải sẽ có một cách sống khác và sẽ dần dần thay đổi thôi. Sống tốt hơn được sao? Khi mà con trai cô không có được tình cảm của Lam, cô thật không thể hiểu được. Thật buồn, giữa thành phố văn minh đông đúc thế này, không đủ người cho nó chọn. Đúng vậy đó cô. Con nói thẳng mong cô đừng giận. Con gái thành thị, văn minh xinh đẹp thì không thiếu, nhưng những người mà anh Hải có quan hệ không chịu học hành, ham chơi hơn là ham học. Thành ra thanh niên thành thị thời nay, thanh niên thời Á Công mà, đều như vậy cả con à. Coi vậy chứ thằng Hải của cô còn tốt hơn cả khối người. Cũng may mà nó không dính vào ma túy đó con. Bỗng nhiên có một đứa con gái nhà quê kỳ lạ ở đâu đến, làm đảo lộn cuộc đời con trai cô.
làm cho nó si mê, suýt mất mạng. Cô nói sai rồi. Tại sao cô không nghĩ là chính vì anh Hải sống buông thả, lao vào đua xe đến mụ mị, quên cả đầu óc luôn. Còn nghĩ nếu anh Hải có cách sống khác thì hiện tại và tương lai của ảnh sẽ rất là tuyệt vời. Bởi vì không có ai mà sinh ra có được hoàn cảnh tốt như là ảnh đâu. Nhưng con à, nếu không có con Lam thì thằng Hải nhà cô đâu có gặp bi kịch suýt mất mạng. Trời ơi, thằng con trai duy nhất của cô, nó có làm sao thì cô cũng không thể sống nổi. Bây giờ thì con đã hiểu, trong suốt bao nhiêu năm qua anh Hải phải sống trong sự cô đơn thiếu tình cảm như vậy. Là một người mẹ, tại sao cô không nghĩ rằng khi anh Hải gặp được Lam giống như một người đang ở giữa biển khơi gặp được chiếc phao cứu mạng chứ. Mà con thấy khi gặp được Lam á, anh Hải đã có những thay đổi và chuyển biến tích cực. Cô phải mừng cho ảnh chứ. Cháu nói vậy tích cực mà phải cùng quẩn tìm đến cái chết đó sao? Thôi, nếu mà hôm nay cô kêu cháu tới đây á để nghe cô binh vực cậu con trai cưng của cô và trách móc người khác á, thì xin lỗi cô, cháu không rảnh, cháu đi đây. Trà, đừng, đừng nghĩ nặng nề như vậy con. Chỉ vì cô khổ tâm quá, muốn tâm sự cùng con mà. Nói gì thì nói, con ở dưới quê lại là người có hiểu biết, cô rất quý. Cô lại làm rồi, nhà quê như tụi con ăn nói còn chưa tới đâu, lại không đủ điều kiện để học hành tới nơi tới chốn, thì hiểu biết nhiều gì đâu để mà nói hả cô? Thôi, cô hãy tin là Lam nó là người cẩn trọng và nhân ái, nó sẽ thừa sức thông minh để mà giúp đỡ anh Hải. Và con tin rằng một ngày nào đó anh Hải sẽ làm được. Xin phép cô, con đi. Anh đi đâu vậy? Vui quá ha, giờ bé còn cười được nữa hả? Anh đi đâu đây? À, chắc cô nàng quân phè cảnh binh gì đó lại làm anh giận hờn rồi trách móc anh chứ gì. Thôi mình ra kia nói chuyện đi. Đi anh. Thật ra thì này cũng không có nghĩ sai, nhưng mà bây giờ anh cũng khó thanh minh quá. Không hiểu sao tự nhiên trên trời lại rơi xuống một cô gái nữa. Tình hình này anh phải chuyển lớp học quá. Tự nhiên là sao? À rồi, lại là cô nàng tinh liên gì đó phải không? Tìm mọi cách quậy phá anh chứ gì. Ủa, sao em biết? Em biết ca liên đó hả? Thì em với cô nàng cái gì mà chẳng cắn đôi với nhau. Anh biết không, nàng còn bảo hả, sau này biết đâu hai tụi em lấy chung một chồng. Buồn cười thiệt á. Thôi anh cứ để cho nàng ghen thêm một chút nữa đi, vì nàng yêu anh thôi. Để em đã thông tư tưởng nàng cho. Em đã thông tư tưởng hả? Vậy thì mừng quá. Thiệt tình hôm nay anh tới đây gặp em cũng chỉ vì mục đích đó thôi á. Trà thì ít khi nào giận hờn vu vơ lắm, nhưng mà một khi đã giận rồi thì như là quỷ nhà trời vậy đó. Là sao, bộ nàng đang giận anh lắm hả? Bây giờ em bảo anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để Trà có thể tin rằng anh chỉ yêu một mình Trà thôi? Thật sự là anh không thể thương một người nào khác nữa. Em hiểu và tin anh rồi. Anh biết tính của Trà mà. Nó một khi đã tin ai rồi thì giao kề cổ nó cũng không thay đổi. Còn ngược lại, nếu mà người thân phản bội nó thì Mà anh yên tâm đi, em đã nói chuyện với nàng rồi, đừng có buồn nữa. Nhưng mà anh cũng phải nên cảnh giác, con gái ở thành phố ghê lắm, không có như ở quê mình đâu. Một khi á đã thích trái nào rồi thì càng leo lên cao,
càng thấy thích nói và càng muốn hái. Em nói cứ như nhà triết lý vậy đó. Thôi anh thua hai người rồi đó. Nè, em mau nghĩ cách gì giúp anh đi. Thì cũng nhờ đóng sách dưới quê anh nên em mới vậy nè. Thôi yên tâm đi, có gì đâu mà buồn. Có em anh không tin hả? Anh có sao không? Dạ. Đã có sao không? Em không sao. Để em coi có trẻ chỗ nào không. Nguyên không sao. Thôi thấy ghét rồi. Ủa, tại sao lại ghét anh? Thì đúng rồi, tôi ghét nhất là những người mà họ lấy phụ nữ ra làm trò đùa. Nay thì hả, một cô này đóng vai chính, rồi hả, ngày mai một đống cô xung quanh đóng vai phụ, mệt mỏi. Thôi mà anh vô tội, đừng có giận anh nữa nha. Anh đâu có cố ý đâu. Thì người ta thương anh, người ta thích anh thì mặc kệ người ta. Trà cũng biết đó, Nguyên chỉ thương có một mình Trà thôi mà. Thôi mà đừng có giận Nguyên nữa nha. Đưa cái khăn mù xoa đây. Trà muốn làm sao? Khăn mãi đó tặng cho đó. Phải đưa lại cho Trà thiệt hả? Khăn mùi xoa. Anh phải nhớ nha, đừng thấy người ta chớm khóc chút xíu đã cuốn quýt lên. Anh á, tránh xa cái cô Liên đó ra, coi chừng em á. Khăn hả? Trời ơi, khăn đẹp quá ta. Khăn đẹp quá ha. Khăn nè. Sao em quăng cái khăn vậy? Em ghen thiệt đó. Đúng là con gái á, cho dù dễ thương cách mấy cũng không thoát khỏi bình ghen đâu. Ghen hả? Ai nói em ghen? Em ghen hồi nào? Sao em quăng cái khăn mùi xoa? Tại em không thích thì quăng nó được không? Thôi đừng có giận anh mà. Anh mới được lãnh lương. Anh dẫn em đi ăn nha. Đi ăn cái quán gì mà em nói hôm bữa đó. Chắc chắn là em sẽ thích mà. Đi nha. Đừng giận anh nữa nha. Thà cho anh đó. Trà, em chờ anh chút xíu nha. Anh chạy qua rủ em Lam đi. Chứ không có bà Tơ Hồng đó đi chung cũng buồn lắm. Em chờ anh chút nha. Không được đi đâu đó. Lát gặp. Anh Nguyên. Anh ở đây hả? Em có gì gấp cần nhờ anh giúp á. Chắc anh không có từ chối đâu phải không? Ủa, có gì vậy? Sao mà Liên biết tôi ở đây? Quá dễ. Em mà đã để ý ai đó rồi á, thì coi như cho dù họ có sống ở đâu á, thì em cũng tìm thấy được mà. Thực ra Nguyên hôm nay đang bận ôn thi. Liên đừng có tìm Nguyên nữa. Nguyên cũng không có thời gian để mà đi đâu. Nhìn anh men như vậy mà hỏi chút đã ngại rồi sao? Không lẽ cứ đàn ông con trai khi mà có người yêu rồi á, thì người ta lại không dám nhúc nhích hay dòm ngó xung quanh sao? Chẳng lẽ bên cạnh tình yêu thì anh không cho phép bản thân mình
có thêm những mối quan hệ khác như tình bạn, tình anh em thân thiết, để họ cùng nhau chia sẻ những điều trong cuộc sống này sao? Anh à, chẳng lẽ cứ có tình yêu thì anh lại đóng chặt mọi cánh cửa, nhốt chặt mọi cảm xúc hay sao? Đó chỉ là sự ích kỷ, hẹp hòi, rồi sẽ dẫn tới sự nhàm chán và bế tắc mà thôi. Xin lỗi Liên, nhưng bây giờ thật sự thì tôi đang rất bận đưa hôn, nên cũng không có thời gian nhiều để mà suy nghĩ sâu xa như lời của Liên nói. Nhưng mà Nguyên buộc phải nói rõ với Liên một điều, đó là Nguyên rất yêu Trà và luôn nghĩ đến Trà, và Nguyên chỉ yêu có một mình Trà thôi. Vì thế Nguyên không muốn Trà phải buồn. Chẳng ai cấm anh yêu, và cũng chẳng có ai ngăn cản anh hết. Nhưng ở đời này có câu, nói trước thì bước không qua, cho nên anh đừng có bao giờ mà chắc chắn điều gì cả. Liên à, Nguyên biết mình thật sự đang làm gì mà. Thôi chào Liên. Thôi Nguyên đi nha. Không sao, anh cứ đi, cứ say sưa với những ý tưởng cao quý và những giấc mơ của anh đi. Nhưng anh Nguyên, em mong anh á, hãy nhớ giùm em một điều. Là Liên em đây chưa bao giờ biết thất bại. Anh đi đi. Kỳ quá. Ai vậy? Năm hả? Có chuyện gì gấp không? Em mở cửa đi. Dạ, phiền ghê á. Cái gì á? Cái ông Hoàng Tiến, vậy là sao? Anh chỉ là con ông chú khốn nạn, rút hết nhị hoa rồi, anh đi tìm thú vui khác hả? Tôi sẽ không đá anh Liên đâu. Tôi sẽ hù quán những phi vụ lường gạt của anh. Nhờ đó mà anh trở thành đại gia khét tới ăn chơi. Mẹ kiếp, mày muốn gì? Con kia xuống lắm hả? Mới hồi đầu tao cũng được ẩm o bế như mày. Để tao coi chừng nào ổng văng mày ra đường. Đồ khốn nạn. Còn lúc đó mày còn cười được nữa không? Thank you.
nổi kìa. Anh bớt giận đi mà. Anh Lam, sao em đứng đây? Nè, ngồi xuống đây. Sao em không đợi anh qua đón? Em đi một mình làm cho anh lo rồi sao? Hả? Em cứ ngồi trên giường đi. Thôi, được rồi. Nè, em ăn vài muối quýt đi. Ngọt lắm đó. Ăn đi em. Ủa, em sao vậy? Không lẽ là thằng Hải Khùng nó lại gây sự, làm em buồn khổ nữa hay sao? Dạ không. Nhưng mà mẹ anh ấy thương anh ấy quá. Bà ấy muốn em... Bà còn muốn cái gì ở em nữa? Hay là bà muốn cưới em cho thằng Hải luôn hả? Cô Đào, cô khóc nhiều lắm. Cô ấy còn nói là nếu em từ chối dứt khoát thì anh ấy sẽ chết. Em sợ lắm. Anh thấy em thiệt là khờ. Mẹ con bà ấy nói gì em cũng nghe hay sao? Anh nói thiệt đó, một ngày nào đó em thế nào cũng bị mẹ con bà đó lừa cho xem. Không thể như vậy được. Cứ vậy hoài là không có được. Anh Huy à, nghe em nói nè. Anh là bạn thân của anh Hải, mà bây giờ anh Hải đang xuống tinh thần lắm. Mấy ngày nay ảnh bỏ ăn, bỏ ngủ, người gầy đi. Em thật tình không biết làm sao để mà giúp ảnh nữa. Em à, em không hiểu anh sao? Lòng anh luôn bất an. Lẽ nào em lại bất công với anh như vậy sao Lam? Em chỉ biết lo cho thằng Hải thôi hả? Anh đừng như vậy nữa. Thật lòng á, em chỉ có mình anh thôi. Duy nhất có anh thôi. Em nhớ anh quá trời à. Để tụi em đối khác. Vậy mà đòi. Phải đó anh hai. Đưa tụi em đi shopping nha. Đồ nha trong fashion á, choáng lắm. Chỉ có bóp người hùng như anh hai á mới xứng mà thôi. Đại ca, đừng để tụi em đối khác mà. Chết thề muốn chết. Anh đâu có tiếc gì với tụi em đâu phải không? Hả anh hai? Vậy nha anh. Ba cái đồ trang sức mọn đó đâu có cần phải lăn tăn. Rồi, anh sẽ cho tụi em chọn thoải mái. Thương quá à. Cảm ơn anh nha.
Anh hai. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh hai. Ôi. Anh hai. Tôi đã nói rồi, tại sao cô cứ giữ con chó đó ở đây? Mời anh, mời anh ngồi uống nước đã. Mời anh. Mời anh. Mời anh ngồi ạ. Dạ, mời anh dùng nước cho bớt nóng. Anh Hoàng Tiến à, có gì xin anh bớt giận. Cô ta có làm điều gì anh không hài lòng, xin anh vui lòng bỏ qua để cho Nhung còn được nhờ. Cô có hiểu tôi muốn gì không? Cô đừng để tôi phải khổ sở, phải nóng giận. Đừng để tôi phá tan tại cái lãnh địa này. Thôi được, anh cho Nhung xin vài bữa nữa. Thật lòng xin lỗi anh. Đi. Dạ, cô gọi con. À, cháu ngồi xuống đây. Dạ. Ngồi xuống đây. À, cô để con. Bi Trà nè, sau những sự cố vừa rồi, thật ra cháu không có lỗi. Cháu chỉ vì mong muốn điều tốt cho mọi người, thế lại là cái gai trong mắt họ. Vì thế họ ép buộc cô không được dùng cháu nữa. Vậy nên cô đừng có lo ngại cho con hiểu mà. Và con cũng đã có một kế hoạch riêng cho mình. Con thật sự không muốn tình cờ mà gây khó dễ cho nhà hàng khách sạn của ta. Tình thế éo le đã đẩy cô cháu ta đến chỗ chia tay. Cô tính định gửi cháu qua chỗ khu resort bạn thân của cô. Cháu qua, cháu giúp cho cô ấy. Con hiểu tấm lòng của cô. Con xin phép cô cho con được lựa chọn theo cách riêng của con. Cháu của tôi, cháu định đi đâu chứ? Con muốn đi thật xa để tìm một vận may, thử xem sao con nó có tốt hơn không. Trời, những miền đất hứa đầy lửa khói, khốc liệt dữ lắm. Là thân gái, cháu tính đổi đời bằng cách dấn thân vào chúng kinh hoàng đó sao? À.
Chà, thôi hết giờ rồi, cho các em nghỉ. Anh Nguyên, hôm nay sao rồi anh? Tâm trạng có tốt không? Có cần em giúp gì không? Cảm ơn Ly. Nguyên lo được mà. Anh kỳ quá à. Anh thiệt là không hiểu. Chỉ cần anh gật đầu thôi thì anh đã có tất cả mọi thứ rồi. Tại sao anh phải tự làm khó mình như vậy? Liên à, cảm ơn lòng tốt của Liên nha. Nhưng mà Nguyên đang bận học để chuẩn bị cho việc học năm tới. Ừ, tùy anh vậy. Nhưng anh cũng nhớ một điều cho. Liên này chưa bao giờ phải bỏ qua một cuộc vui nào hết. Thôi, vậy anh làm đi, em đi trước nha. À, mà anh Nguyên nè, anh nhớ xem gói quà ở trong giỏ anh nha. Anh nhận đi, nó không có tội gì hết. Em đi nha. Mời cô. Cảm ơn cô. Trà, anh nghĩ như vậy không ổn đâu. Hai đứa mình mà đi xa như vậy là nguy hiểm lắm đó. Em tính chán rồi, không phải lo gì. Chần chừ là dễ nản chí lắm. Anh cũng biết là như vậy, nhưng mà chỉ có hai đứa mình đi thôi, nguy hiểm lắm. Thôi thì mình tính cách khác thử xem, biết đâu lại hay hơn thì sao. Anh, hay là anh vẫn không muốn đi học hả? Để thực hiện ước mơ của mình. Em hiểu anh quá mà. Anh và em đứa nào mà lại không ham học chứ. Nếu như mà được học mà không cần phải lo lắng về một thứ gì hết thì sung sướng còn gì bằng nữa chứ. Em ăn kem đi. Nhưng mà thôi, về chuyện đó anh đồng ý với cách của em. Có thể sau này học cũng được. Nhưng mà em và anh sau này phải cẩn thận hơn đó. Ừ. Ăn đi. Ừ. Nè. Ngon không? Ừ. Qua, anh Hải đi được rồi hả? Lại đây em, nhanh lên. Lại em nè, cố lên, bước qua em. Nhanh lên. Lam U. Anh Hải lại đây, lại đây. Cố lên anh. Anh làm được mà.
Sao nhà rộng mà không có ai hết trơn vậy ta? Lâm ơi! Lâm! Nhanh lên! Lâm! Lâm! Lâm à! Lâm ơi! Lâm! Em có sao không? Lâm! Lâm! Em có sao không? Lâm à! Lâm! 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 Em sao vậy? Anh Hải, có chuyện gì xảy ra vậy anh Hải? Tôi... Lâm! Không biết. Lâm đang tập cho tôi đi. Tự nhiên cất xỉu. Không sao, Lâm không sao đâu. Bệnh viện, đưa Lâm đi bệnh viện. Bác sĩ, bệnh tình cổ sao rồi bác sĩ? Anh là người nhà của bệnh nhân phải không? Tôi là người nhà của bệnh nhân, anh ruột của bệnh nhân. Dạ, cô ấy bị viêm ruột thừa cấp, rất may là cấp cứu kịp thời. Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm và quyết định mổ gấp. Anh cầm tờ giấy này đi thanh toán chi phí viện phí. Và anh đồng ý phẫu thuật cho bệnh nhân. Bác sĩ, trong sự nhờ bác sĩ nha. Được rồi, không sao, chúng tôi sẽ cố gắng mà. Dạ. Anh yên tâm nha. Anh Nguyên. Ừ. Làm sao rồi anh? Ờ, làm vô phòng mổ rồi. Không sao đâu. Hải, mày tới đây làm gì? Tại sao mày hỏi tao lạ vậy? Hỏi lạ hả? Mày dắt cạn kiệt sức lực của người ta. Mày còn tới đây giải nhân giải nghĩa nữa hả? Mày có còn làm bạn tao nữa không Nguyên? Tại sao mày nói năng kỳ cục vậy? Thôi đi. Tao không cần làm bạn với một cái thằng đàn ông như mày. Và Lam cũng không cần mày. Mày nói cái gì hả? Hả? Mày buông ra. Tao nói cho mày biết, Lam yêu tao và tao cũng yêu Lam. Mày biết điều đó không? Kệ. Quý. Quý Quý, bình tĩnh lại đã. Quý, bình tĩnh đã. Anh Hải. Mày, mày cuốn. Tao nói cho mày biết nha, mày sẽ không làm cho Lam hạnh phúc. Cô ấy sẽ không cần mày. Trước sau gì cô ấy cũng sẽ bỏ mày thôi. Thôi đi. Tại sao các anh có thể đánh nhau bệnh viện hả? Quý à, cậu có phải đàn ông không? Tại sao có thể đánh một người đang bị thương như vậy chứ? Anh đừng có xen vào chuyện của chúng tôi. Cậu thôi cái kiểu nói năng ngang ngược như vậy đi. Tôi đã thừa biết hai cậu đang đánh nhau vì em gái của tôi. Nhưng mà làm như vậy trẻ con lắm. Làm sao có chuyện hai thằng đàn ông có thể đánh nhau quạch quẹ trước mặt mọi người vì một cô con gái chứ hả? Hãy bình tĩnh lại đi. Ai là người nhà bệnh nhân Xuân Lam? Ừ, dạ. Dạ. Mấy anh đi theo tôi. Lam, Lam, Lam. Các anh bình tĩnh. Lam. Anh Hải. Đến đây làm gì Hải? Cái bộ dạng này của mày á, tốt nhất là mày nên ở nhà đi. Nhìn mày ổn nhất á là lúc mày vừa ăn cái món súp gà bắp non á, mày vừa cằn nhằn cử nhử và hành hạ mọi người đó. Tao tưởng mày khá hơn chứ. Hóa ra mày cũng giả tạo. Thường phải cố gắng chấp nhận và cổ suý chủ nghĩa cam chịu theo kiểu A Quy với Chí Phèo thời đại chứ gì. Mày nói gì?
Mày đừng có láo. À, mày phải nói chứ. Những kẻ yếu thế như mày là phải nói. Chứ mày ấp ủ trong lòng làm sao mà sống nổi. Người ta sống trên đời này phải chiến đấu vật vã là vì cái gì? Chẳng phải là để nâng cao cuộc sống tốt hơn hay sao? Vậy người ta có tội à? Người ta được ăn cao lương mỹ vị, được ăn súp bắp cua thì là có tội à? Người ta thích cằn nhằn với người thân, cái đó cũng là cách để biểu lộ tình cảm. Mày im đi. Mày á, cái đầu mày á, tao thấy bây giờ tiến bộ hơn rồi đó. Cái đầu mày bớt rỗng rồi đó. Quá triết lý dở dẫn quá ha. Dĩ nhiên rồi, bởi vì lúc này tao được sống gần gũi với người yêu thích sách. Mày nói láo. Có bao giờ mày cầm cuốn sách lên mà mày đọc đâu mà mày nói. Cái đó là trước đây thôi mày. Còn bây giờ em Lam đã cho tao tin vào tình yêu sách vở. Mày nói gì? Ui, ui. Thôi, thôi, hai người buông ra. Buông ra. Tại sao hai cậu có thể làm như vậy được hả? Đây là bệnh viện kia mà. Hai cậu cứ cư xử như con nít là sao? Thôi, hai cậu đừng đứng gần nhau nữa đi. Các cậu phải biết nghĩa cho Lam chứ. Huy, ngồi đó đi. Anh Hải, qua đây. Mở ngoài đi anh. Má nó xui quá. Anh Hoàng Tiến, em cần gặp riêng anh. Có chuyện rất cần anh ơi. Anh giúp em đi nha anh. Chuyện gì? Nói lẹ đi. Anh Tiến coi thường em quá. Nó liên quan tới quyền lợi đặc biệt của anh đó. Đi ra ngoài. À, biến. Anh Tiến. Đi. Anh Tiến. Chưa lấy lại một tiền ấy, làm sao có thể rời đi được chứ? Mình phải mở từ lúc nào này? Mà anh làm như vậy? Em có đau lắm không? Anh lấy cháo cho em ăn nha. Đợi anh chút. Anh nâng cao lên chút nha. Được chưa em?
Ráng ăn miếng cháo nha em, cho nó khỏe. Mắm mắm. Giỏi quá. Miếng nữa nha. Rồi. Dạ, chào cô. Cháu làm nằm viện như vậy mà có Quy bên cạnh là vui quá rồi. Dạ, mời cô qua đây ngồi. Cô và anh Hải vất vả vì cháu quá. Anh cũng mang cuốn sách vô cho em đọc đỡ buồn nè. Cháu gắng ăn uống cho chóng khỏe, dặn cháu nhà buồn hẳn. Anh Hải đi lại khó khăn, cháu nhanh về với mẹ con cô. Cô dạ. À, Lâm còn mệt lắm. Cô khoan hãy nói tới công việc đó. Thằng Hải bây giờ nó cũng khỏe rồi, nó tự lo cho nó được mà. Anh Hải sẽ đi học lại, sẽ rất vững tinh thần cô à. Cô phải vui lên nha cô. Đúng không anh Hải? Em à, em ráng ăn cho khỏe để về với má và anh nha. Anh hứa sẽ không làm cho em vất vả nữa đâu. Làm đã ổn rồi, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi thôi. Tôi sẽ không để cho cổ phải làm việc nặng gì nữa đâu. Trà nó bận rồi, công việc bù đầu, đừng hở một chút là báo cho nó lo lắng vô ích. Cô à, Lam và Trà như hai chị em, nếu không báo cô ấy sẽ trách. À mà anh Quyên cũng có dặn là đừng báo cho Trà biết, để cô ấy phải lo. Chỉ vài bữa nữa là em hồi phục bình thường thôi. Lam, em ngồi xuống đây đi. Bác sĩ nói với anh á là em chưa có khỏe hẳn đâu, em còn phải uống thuốc và ăn uống nhiều vô. Quan trọng nhất á là em không được làm việc nặng, em hiểu chưa? Thôi, cậu Quy, cậu cứ về đi cho Lam nó nghỉ. Cậu cứ làm như chúng tôi không biết chăm sóc người ốm sao hả? Lam à, em ráng giữ gìn sức khỏe. Dạ, chào cô con về. Cô em dạo này sinh ra đó nha. Mấy cô diễn viên Hàn Quốc xinh cỡ như em là cùng chứ gì. Lại mít ướt nữa rồi. Cứ như vậy ai mà đi cho được chứ. Ngốc quá à. Phải mạnh mẽ lên. Coi mọi điều giống như là chuyện nhỏ chứ. Tao đi rồi sẽ trở về lại Sài Gòn, chứ có biến đi luôn đâu mà lo. Chỉ tại đó giờ tụi mình quen sống cạnh nhau, nghĩ tới mày đi xa tao, tao lại lo. Tao biết rồi, mà ở lại phải cẩn thận các mối quan hệ với Hải và Quy, phải rõ ràng tránh hiểu lầm, hiểu không? Anh Hải đáng thương lắm. Anh ấy đã thay đổi nhiều, nhưng mà vẫn tỏ ra yếu đuối, nên tao sẽ ráng giúp ảnh một thời gian. Phải từ từ chứ, sách có dạy á, dời non lấp biển, khó hơn là thay đổi bản tính con người mà. Đúng vậy, mà tao thấy anh Hải thay đổi được như vậy, nhất định sẽ thăng bằng lại và sẽ sống tốt hơn. Vì anh là người hiểu biết và nhạy cảm. Cẩn thận đó nha em, trái tim của em cứ đa sầu, đa cảm. Hay là cảm cái anh chàng đẹp trai, nhà giàu, kỳ quái đó đi cho ấm thân. Dưới bàn tay mày, cây lá tốt tươi, hoa đua nở. Mày có khả năng cảm hóa đàn ông. Xem ra tướng cướp mà có lọt vô tay mày ấy, thì cũng phải nhũng ra như con chi chi. Mày đúng là con Quan Thế Âm Bồ Tát. Thôi, đừng có dông dài nữa. Hai người định làm cuộc dời non lấp biển,
rồi vốn liếng tới đâu rồi.